Năm 2005, giữa lúc hoạt động âm nhạc đang bị mất phương hướng, những người viết trẻ đang loay hoay đi tìm một hướng đi mới cho mình để thoát khỏi sự nhàm chán của nhạc thị trường, của cái cũ. Chương trình Bài hát Việt đã ra đời. Những tác giả đầu tiên đến với Bài hát Việt còn rất bỡ ngỡ. Có người hăng hái tham gia nhưng chưa thực sự hiểu được tiêu chí mà chương trình đề ra. Có người còn ngần ngại vì không rõ thực hư thế nào và cũng khá nhiều người quay lưng lại với nó. Dần dà, với những live show được thực hiện nghiêm túc, đều đặn hàng tháng, người viết, đặc biệt là những người viết trẻ hiểu ra Bài hát Việt chính là chỗ đến của mình, nơi có thể giúp họ giới thiệu với người nghe những sáng tác đầu tay, những sự tìm tòi, những cái riêng, mới lạ mà người nghe còn chưa quen tai. Ở đó, họ không phải đối phó với những áp lực của thị trường, họ có thể hồn nhiên làm nghệ thuật mà không bị chối bỏ. Ở đó, họ có nhiều cơ hội để đưa sáng tác của mình vào đời sống âm nhạc. Là một trong những người khá may mắn được chọn tham gia trong live show đầu tiên của Bài hát Việt với ca khúc Cánh Hồng, thì Lan cảm thấy rất là vui, rất phấn chấn nhưng cũng rất lo lắng và hồi hộp, không biết là tác phẩm của mình sẽ được khán giả đón nhận như thế nào. Nhưng qua nhiều lần tham gia live show Bài hát Việt với tư cách là ca sĩ thể hiện cùng với nhóm Năm Ngón Kẻ và với tư cách riêng là nhạc sĩ, thì Lan cảm thấy Bài hát Việt là một sân chơi vô cùng bổ ích. Nó tạo cơ hội cho tất cả những nhạc sĩ chuyên nghiệp và nhạc sĩ không chuyên nghiệp, và nhất là với những người trẻ như Lan có thể có cơ hội để đưa ra các sáng tác của mình đến với công chúng và tạo cơ hội để cho họ có thể khẳng định được mình. Khi mà chương trình Bài hát Việt ra đời thì có những ca khúc Cường đã viết và đã hoàn thành, và có một cái điều là mình cũng chưa biết là sẽ sử dụng ca khúc này như thế nào. Chỉ có tâm niệm là một cái điều là mình rất là yêu thích và mình muốn viết những ca khúc mình yêu thích. Và nói đây là một cái chương trình hết sức là hay, và nếu như nói đúng một câu đó là nó là một trong những cái cơ hội tốt cho những người trẻ như là Cường tham dự. Phong đã được tham gia chương trình Bài hát Việt từ những số đầu tiên. Và ca khúc đầu tiên mà Phong tham gia chương trình Bài hát Việt cũng là những sáng tác đầu tay của mình. Sau khi tham gia bài đầu tiên mà Trường Giấy thì Phong đã thấy thực hiện lên rất nhiều và đã tiếp tục gửi ca khúc của mình về tham dự chương trình. Năm 91-92 thì đã có trên tay khoảng 30 ca khúc, và những cái lúc đó sáng tác ra thì hoàn toàn là theo những cảm xúc tự nhiên của mình, theo cái nhu cầu của cá nhân mình yêu thích mà viết ra thôi, chứ cũng không có ý định là đưa cho một ca sĩ nào và cũng không biết gửi đến đâu. Lần đầu tiên là xong gửi Giấc Mơ Trưa đến chương trình Bài hát Việt thì đã được cái giải thưởng mà phải nói là Giàn Son vô cùng là hạnh phúc. Từ cái giải thưởng đầu tiên của Bài hát Việt này, mọi người đã biết đến Giàn Son nhiều hơn với một tư cách là một nhạc sĩ, chứ không phải là một tư cách của một ca sĩ trong nhóm nhạc. Và điều đó làm Giàn Son cảm thấy là càng có những cái động lực để phát triển con đường sự nghiệp sáng tác của mình hơn. Con đường đến với Bài hát Việt đã rộng mở và hứa hẹn nhiều chuyến đi xa cho những ai muốn trở thành tác giả trong tương lai.